biển to quá biết chẳng dám tắm đâu, biển xanh quá bên bờ cao chẳng phao, sông biển lớn xây bao nhiêu nhà lầu, Khoa ơi đừng tắm con cá sấu kia kìa. Lâm hát hay quá à. Dạ. Yeah. Uống một chút nước đi, lấy là chạy xe cũng mệt rồi. Khoa ơi. Sao Lâm? Khoa nhìn khung cảnh ở đây đi. Đẹp không Khoa? Cảnh thường lắm. Nhưng vì Lâm chở Khoa tới đây, Khoa thấy đẹp, lạ lùng. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Chọn Ngay Đi, The Best of All. Bây giờ nè, đây là vòng 10 triệu đồng. Đây ngon à. Cho nên phải tập trung, 10 triệu đồng nó cũng nhiều lắm đó nha. Đi ăn uống là cũng được 5-7 bữa à. Bây giờ mấy mọi người giả bộ á. Nhưng mà không có chi đều. Mọi người giả bộ, mọi người đoán là không. Một người đoán là 1 triệu mấy để em được thắng được không? Còn xong cái mọi người về có cứu được không? Xong cái đáng sai hơn là với khán giả. Dự à, bình tâm, hãy bình tâm trong cuộc sống. Ngay sau đây là câu hỏi từ chương trình, xin mời. Ở chương trình mình đầu tư quá vậy trời. Vĩnh Hy. Đếm đi. Dạ. Hỏi Vĩnh Hy. Ồ, Vĩnh Hy hả? Hỏi trong clip bao nhiêu lần hú? Ê, ê, cẩn thận. Ê, ê, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Ê, ui da, ui da, ui da, ui da. Khoa ơi, biển kìa, biển to quá biết chẳng dám tắm đâu, biển xanh quá bên bờ cao chẳng phao, sông biển lớn xây bao nhiêu nhà lầu, Khoa ơi đừng tắm con cá sấu kia kìa. Lâm hát hay quá à. Dạ. Yeah. Uống một chút nước đi, lấy là chạy xe cũng mệt rồi. Ủa nãy giờ Khoa mặc áo trong lão hồng hả? Ý là lấy giờ mà nó nóng, Khoa kéo cho nó hở ra đó. Ừ. Lâm Lâm uống nước đi. Thôi Khoa uống đi. Khoa uống trước nha. Ừ. Hay ghê dễ sợ. Khoa ơi. Sao Lâm? Khoa nhìn khung cảnh ở đây đi. Đẹp không Khoa? Cảnh thường lắm. Nhưng vì Lâm chở Khoa tới đây, Khoa thấy đẹp, lạ lùng. Khoa biết ở đây là ở đâu không? Ở đây là chỗ nào đấy? Ở đây là Vĩnh Hy. Vĩnh Hy hả? À? Đúng rồi, Vĩnh Hy. Giờ bây giờ Khoa muốn đi đâu nữa? Đi đâu cũng được, muốn là đi cùng Lâm à. Được, ở đây còn nhiều chỗ, thú vị lắm. Khoa ơi, Khoa nhìn dưới kia, Khoa thấy cái gì không? Thấy thuyền. Đúng rồi, thấy gì nữa nè? Những người lái thuyền. Hay, trời ơi, thấy luôn hả? Thấy chứ. Trời ơi, hay quá à. Khoa muốn tận mắt nhìn những chiếc thuyền đó hay không? Muốn chứ. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi. Tới rồi. Tới rồi. Tao trên kia nhìn cái thuyền nó nhỏ rồi xuống đây nó to vậy. Khoa ơi. Hả, sao Lâm? Khoa đội nón lá vô đi, để đen hết. Nắng chiều mà có sao đâu, nhưng nghe lời Lâm vẫn đội. Khoa ơi. Sao Lâm? Khoa thấy không gian và không cảnh ở đây như thế nào hả Khoa? Để Khoa coi đó. Đẹp lắm. Đẹp không? Đẹp. Thuyền ở đây đẹp không? Thuyền đẹp. To không? To. Nhiều không? Nhiều quá trời nhiều. Vậy Lâm đố Khoa ở đây có tổng cộng bao nhiêu con thuyền? Ba. 1, 2, 3, 4. Khoa ơi. Hả? Khoa khoan đếm đi. Trước khi Khoa đếm, Lâm và Khoa xin đố Trường Giang như tất cả mọi người, ở trong vịnh này có bao nhiêu con thuyền đang neo đậu, tính cái thời điểm mà Lâm và Khoa đang ở đây. Nè nhớ nha, trừ thuyền thúng ra, còn chân trời nữa. Chọn ngay đi. Sao mà biết?
đồ trời. Thôi vậy nó mới có giá 10 triệu á em. Vịnh Vĩnh Hy có bao nhiêu thuyền neo đậu ngay thời điểm đó? Không tính mấy cái thuyền thúng. 30 giây cho ngay đi. Miền Trung có nhiều vịnh rất đẹp, vịnh Vĩnh Hy, vịnh Cam Ranh, rất là nhiều thuyền neo đậu. Cái vịnh người ta hay đậu thuyền là vì sao? Tại vì nó tránh được bão. Đúng rồi, chính xác. Mà đếm hết cái vịnh đó thì cũng hơi chua chát, rất là khó khăn. Ở đây ai đã từng đi Vĩnh Hy rồi ạ? Cũng ít người. Vĩnh Hy rồi đúng không? Cổng thuyền. Dạ, yeah, nghe. Vĩnh Hy rồi. Em đi Vĩnh Long. Long, Long rồi. Và con số mỗi người đưa ra là khác biệt nhau. Dạ. Yeah. Có thể là 500, 700, 800. Chết hả? Cái gì anh ơi? Cái gì nhiều vậy luôn anh? Ủa mấy ông đậu ông lại ông bắt anh? Cá sao ông rảnh quá ông đậu ở vịnh vậy anh? Thì khi người ta bắt cá xong rồi người ta đậu để chờ chuyến mới người ta ra khơi. Ông cái lúc nãy mà... chắc nãy đi bắt cá rồi á. Hồi nãy tính thời điểm hai người đứng đó thì chắc cũng nhiều thuyền 500, đi bắt 700 cá. 700 mà. Đâu được chọn lại đúng không anh? Không em. Hồi nãy em quên tính hai cái thuyền Trung Chris với lại Dự Kiệt trong đó rồi. Xui ghê. Khán giả đẩy mấy cái đó dữ lắm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ chờ xem làm cách nào Lê Dương Bảo Lâm và Mạc Văn Khoa có thể đếm được thuyền. Xin mời. Này hỏi anh lái đò ơi. Ôi, lái cano hả? Ủa cái cano hả? Cano. Là kêu học mà vẫn ơi, ghê thiệt. Anh lái cano ơi. Anh có dảnh giỏi chở tụi em đi đếm thuyền được không anh lái cano? Được, ok. Ok luôn, thôi ghê quá. Giờ cái này có phao vào hả? Cứng ghê. Dạ. Không qua được số 100. Ủa cái tình huống mà yêu đương lúc đầu. Còn tình quay gì nữa? Đi. Các bạn ơi, hiện tại Lâm và Khoa đang có mặt ở đầu vịnh Vĩnh Hy. Thì ở đây thuyền còn thưa thớt lắm, chưa có thấy xuất hiện nhiều. Khoa kiếm phụ hả? Cái gà, đằng xa xa có một chiếc. Đó. Hai chiếc, hai. Ba chiếc. Bốn chiếc, năm chiếc. Sáu, bảy. Trình thúng bỏ qua. Tám, chín, mười. 11, 12. 12 là lá cờ, có lá cờ nha. 13. Thuyền trắng 45, đằng sau là 46, chiếc bự dần dần là 47 nhớ gì nha, 47. Nè, 91. 91 nè. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 100 lẻ hả? 100 lẻ đúng không? Lương trăm rồi đó. Trăm rồi đó. 3 chiếc cuối cùng quá ơi. 139. Nãy 138 rồi đúng không? Rồi 139, 140, 141. Kính thưa quý vị và các bạn, sau thời gian thì Lâm và Khoa đã đếm xong hết tất cả thuyền cũng như là cano có mặt tại vịnh này. Và tổng số thuyền mà Lâm và Khoa đếm được là 141 thuyền. Say 141 chiếc thuyền neo đậu tại vịnh Vĩnh Hy thời điểm hai ngày sẽ của chúng ta đếm. Thôi mình về nhà thôi. Con số nó quá nhỏ luôn á. Em chọn 12 thuyền hay sao mà nhỏ gì. Nhiều khi mình nhỏ thì người bên cạnh mình nhỏ hơn. Bây giờ là nghệ sĩ đoán gần chính xác nhất, xin mời. Cái hàng mình có tiền rồi. Dạ dạ. Không sợi đúng không? Đón có mười mấy. Hả? Đáp án chương trình là 141 và nghệ sĩ này dự đoán là 150. Ghim Tuấn Kiệt. Wow. Rồi, rồi. Hay lắm. Luân phiên cứu đội. Như vậy là vòng 1 Ghim Tuấn Kiệt được 3 triệu đồng. Đúng rồi. Vòng 2 Vinh Rau được 5 triệu đồng. Và bây giờ vòng 3 10 triệu đồng có khả năng rất lớn thuộc về Ghim Tuấn Kiệt. Chỉ cần khán giả đoán con số
khác biệt nhiều hơn một tí là Kỳ Tinh Kiệt sẽ mang về 10 triệu. Đừng, ở đây mọi người đứng chơi vui về buồn lắm, đừng có chọn đúng. Thưa quý vị, kết quả sẽ có sau vài phút giải lao. Giờ là số trung bình cộng của 300 vị khán giả tại trường quay. Hiển thị nào. Tôi tính kiên cho 40 rồi. Như vậy tôi không được bằng số 10 triệu đồng sẽ không thuộc về Kim Tuấn Kiệt mà thuộc về một vị khán giả ở trường quay và dĩ nhiên một nghệ sĩ phải rời khỏi cuộc chơi. Thôi ra là đi hết, tôi đồng lòng lắm. Để ra là ngày hôm nay em cũng rất là vui khi được tham gia chương trình. Tự biết rồi. Được gặp các anh em bạn bè cũng rất là vui luôn nữa. Và em chúc mọi người ở lại sẽ giành được nhiều phần thắng nha. Và em đợi quán cà phê đầu hẻm. Chưa chắc là mình đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm vị khán giả may mắn. Khu vực nào sẽ có khán giả may mắn đây? Khu vực có vị khán giả may mắn đó. Đây là người đoán gần chính xác nhất và gửi về nhanh nhất cho chương trình. Khu vực A. Nhân vật bí ẩn đó đang ngồi ở hàng ghế thứ 2. Số 22. Như vậy là 10 triệu đồng đã thuộc về vị khán giả của chúng tôi. Thưa quý vị, cô ấy đang rất là hưng phấn. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Võ Thị Quỳnh Như ạ. Như đến từ đâu? Dạ, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Như năm nay bao nhiêu nồi bánh chưng rồi? Dạ, 21. Trời ơi, đang là sinh viên hả Như hả? Dạ, sinh viên năm 2. À, có người yêu chưa? Dạ, có rồi ạ. Sinh viên năm 2 có người yêu rồi và bây giờ tham gia chương trình này mình được 10 triệu đồng. À, Như ơi, hồi nãy đó, Như chọn bấm con số mấy vậy? Dạ, 141. Trời ơi. Khủng khiếp, tại sao luôn mình tính ra 141? Dạ, hồi đầu á là bấm số tới 300 mấy lận, xong rồi cái xuống 84. Cái bạn với cái bạn kế bên á mới là lên 150, cái hạ xuống dần là còn 141. Quá may mắn. Chúc mừng bạn 10 triệu đồng. Cảm ơn bạn. Niềm vui khủng khiếp trên đó sẽ đối lập với nỗi buồn khủng khiếp ở đây. Em nãy em có một cái suy nghĩ suy luận anh. Hình như bạn trai của bạn đó là chắc làm cho mê kiếp bên mình đúng không anh? Không, không em rồi, cấu kết với nhau lấy 10 triệu trong chương trình nó dễ gì đâu. Đúng rồi, em cũng nghĩ. Như ơi Như, mình và bạn trai mình có quen biết gì chương trình không? Không lẽ giờ nói có chứ. Dạ không ạ. Hãy không, nói không. Thật rõ ràng cho các nghệ sĩ nghe nào. Dạ, bạn của em là học bách khoa. Rồi, và đang đi tính toán giỏi đúng rồi. Em học ở đâu? Dạ, em học ở Bình Thạnh. Học trường gì? Cao đẳng Y Dược Bachelor. Rồi, cũng tính giỏi luôn rồi. Em không biết gì về mối quan hệ trong chương trình này đúng không? Dạ đúng ạ. Cảm ơn em. Lòng chưa? Không biết gì đâu. Bây giờ chúng ta mở một loạt thì nó không có gì thú vị. Bây giờ mở của mình. Anh mở em là em về liền luôn á. À vậy hả? Vậy thì anh mở Chris Phan trước. Chris Phan, con số là bao nhiêu đây? Trang tính thế mười mấy quá. Sao nó chậm vậy?
123 chiếc thuyền. Cũng gần chứ bộ, cũng ghê á, không tới nổi đâu. Quang Trung, con số sẽ là? Cứ chọn số đẹp hoài à. Dở ghê. Thắng rồi, thắng rồi. Và như vậy ở đằng anh rồi nè. Quyết Phan chắc chắn ở lại, đúng không? Không, Chung về, em về. Yeah, yeah. Minh Dự, con số sẽ là? Không sao, không sao, không sao. Em đoán nhầm giờ nghỉ trưa của mọi người. Trời ơi, có mấy số gì dự? Sao chậm vậy? Trời ơi. Trời ơi. Chưa. Em về rồi. Ủa? Chưa luôn hả? Chưa nữa hả? Và con số của Vinh Râu là? Anh Điểu nắng ba chiếc thuyền nha anh. Nó không mềm dại luôn kìa. Có mấy chữ số kìa. Ông đóng 10 chiếc thuyền. Mẹo đó. Trời ơi. Ủa Vinh sao đón 35 Vinh? Tại hồi đó cũng hay đi coi mấy cái Vinh, thấy ít tàu đậu lắm. Ít tàu đậu luôn. Anh có ghé nhầm cái ngày mọi người nghỉ lễ không? Người ta nói là ngay thời điểm đó mà. Thì ý là anh đứng đố mẹo là đông đông vậy. Em lại cũng không nghĩ đâu nữa hả? Các bạn không thấy cái máy flycam nó bay quá trời thuyền hả? Tưởng đâu đồ chơi. Thưa quý vị là đâu đi đâu buồn. Tại vì Vinh Râu cũng có trong tay là 5 triệu đồng rồi. Em cũng được rồi. Vậy nhưng mình muốn rút sớm hơn là em nói. Đúng rồi, được anh. Buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Cuộc tình nào rồi cũng tới lúc phôi phai. Tiễn đưa ngàn dặm rồi cũng phải chia tay. Đây là lúc chúng ta chia tay Vinh Râu. Các bạn cũng đừng có buồn,